ra thu hoạch nào. Đây rồi. Đấy, hôm nay á bà cho Su làm hết luôn. Su cho bà xem nào. Đó, thì ngon không con? Trông ngon quá. Ừ, ngon lắm. Con đọc vào giỏ đây trước về bà luộc cho. Con ngồi quay chân lên đây nào. Con bà. Hôm nay là con thích ăn cơm như này đúng không? Để bà tới đây. Con thoải mái, con ngồi luôn vào đây con. Để bà tới cơm này nha. Ừ, rất là ngon đúng không? Mềm. Mềm đúng không? Con rất thích cơm này đúng không? Đây này con ơi, đây là dưa con vừa hái này, trứng gà con vừa thu hoạch này, sữa bà bắt từ sáng này, ruốc này bà làm này, xúc xích này là con thích ăn ba mang về đấy. Nắng to cổ thân cháu thì hôm nay về mà trời nắng thế. Thôi bà kia rồi, bà nhà về nhà bà rồi. Ôi Su, ôi bà nhớ Su quá. Ôi. Ôi bà cảm ơn con nha, mà bà nhớ con có con đi đường có mệt không? Không có. Thế à? Hè này á về đây ở với bà nhá. Cô chào mẹ nhá. Cô chào mẹ ạ. Mẹ chào con. Mẹ ơi cho con gửi cháu ở đây 2 tháng nhá. Hôm nay tháng là mùa hè hôm nay con phải đi công tác. Thế à? Yên tâm đi, cứ để đây nó ở đây với mẹ. Mẹ mà nuôi á, cháu mẹ còn làm béo mầm á. Thế về đây á, đi cấy đi cày với bà nhá. Thế nha. Về đây á với bà nhá. Sáng là phải ra cho gà ăn biết chưa? Đi ra vắt sữa bò với bà biết chưa? Con về đây con có thích không? Năm nào cũng được về đây với bà mà. Thế à? Thế thôi mình đi vào nhà cho mát đi, con đi vào quà cho nó mát nhá. Ôi, cháu bạn năm nay lớn quá. Quá rồi. Mát không con? Mát lâu ra đi con. Hàng nội của chúng ta thích cả tôi chứ. Bây giờ về đây á, thế à, thế sắp đến giờ nấu cơm rồi. Bây giờ hai bà cháu mình đi ra vườn nhá. Nhà bà nhá, trứng này, gà đẻ có ở vườn này. Sữa thì uống một chỗ bò này. Đấy, dưa bà trồng rất là nhiều. Bà biết tôi thích ăn dưa bên ai, bà trồng nhiều dưa lắm. Bây giờ bà cháu thích dưa mà. Bây giờ bà cháu mình cùng nhau đi thu hoạch. Xong rồi về nhà chúng ta nấu cơm ăn nhá. Vâng ạ. Nào từ từ thôi con, không ngã, cẩn thận không ngã con. Bà cháu mình đi. Đây, cháu thấy mát không? Nhà đến rồi, đây nắng ve lắm. Đây nhá, dài đây nhá, năm nay bạn trồng dưa đấy. Hai bạn cháu mình đã thu hoạch mấy dưa về rồi. Đấy, Su nhìn thấy dưa chưa? Đấy, quả dưa to không con? Đây, bên này nữa, mình ăn ít, ăn bao nhiêu mình vặt từng đấy, mai mình lại vặt tiếp nhá. Hai quả thôi. Đấy, con nhìn lại dưa đấy, dưa nhà quê ngon không? Đấy, thơm không? Đấy, chúc mẹ bà gọi cho con ăn nhá. Bây giờ chúng ta ra vặt trứng gà mang về. Su thích ăn trứng gà đúng không? Đấy, nên là bà nuôi một con gà nó đẻ nhiều trứng lắm. Chúng ta ra thu hoạch nào. Đây rồi. Đấy, hôm nay bà cho Su làm hết luôn. Su đưa cho bà xem nào. Đó, trứng ngon không con? Trông ngon quá. Ừ, ngon lắm. Con đọc vào giỏ đây trước về bà luộc cho. Bò cái con kìa, con chào bạn bò đi con. Bạn bò này ngày nào bà cũng vắt sữa, sáng nay bà vắt rồi nên mình không phải vắt nữa con nhá. Bây giờ hai bà cháu mình về nhà nấu cơm ăn thôi. Con đói chưa? Con đói rồi ạ. Su ơi, con xí cho con bê cơm lên đi nào. Bê cơm lên đây bà, cũng dọn sẵn rồi đây. Con ngồi quay chân lên đây nào. Con bà. Hôm nay là con thích ăn cơm như này đúng không? Để bà tới đây. Con cảm thấy con ngồi luôn vào đây con. Để bà tới cơm này nha. Rất là ngon đúng không? Mềm. Mềm đúng không? Con rất thích cơm này đúng không? Đây này con ơi, đây là dưa con vừa hái này, trứng gà con vừa thu hoạch này, sữa bà bắt từ sáng này, ruốc này bà làm này, xúc xích này là con thích ăn ba mang về đấy. Hôm nay sẽ ăn ngon rồi nhá. Sáng nay đi thu hoạch có mệt không con? Đấy, bây giờ sẽ ăn nhiều vào nhớ chưa? Ơi, đi vào bắp không à? Đấy, ăn đi, chứ có ngon không? Ngon không con? Đấy. Cháu bà ăn dưa bà chồng xong có ngon không nhá? Nhỏ mà ngon không? Đấy, ngon lắm. Ở quê á, toàn có đồ có sẵn thôi. Con ăn trứng không bà lấy cho nào? Đây là miếng trứng này. Trứng sáng mai á, bạn gà để đá, bạn thu của chúng ta ra vừa thu hoạch nè. Bà lắc cho con nào. Ôi trời ơi, đây bà để con nha. Trời ơi con. Nè con, bữa bà bắt từ sáng á, con uống hỏi cả cầm chưa?
Để bây giờ mà bà chăm cho nhá. Ngọt đúng không con? Thơm. Thơm đúng rồi. Tươi mà con. Nào. Cháu bà. Ui ăn ngon lắm đúng không con? Ôi nhìn con ăn bà vui quá. Mai á bà lại ra mai bà còn dẫn con ra ao câu cá nhà mình về ăn luôn con ạ. Thôi bẩn cho con để bà gắp cho. Sao? À, trơn quá. Ờ nó trơn lắm, cái bữa này hơi trơn. À. Còn cháu bà năm nay lớn rồi, mọi năm về còn sắp thìa cơ. Năm nay lại đòi ăn đũa như người lớn rồi. Trời ơi nhỉ. Đúng rồi, đúng không ạ? Con ăn sốc riêng mà đút nào. À, con ăn bên đấy thì bà đút cho con nhá. Con mà con ăn sốc thích kìa mà, con thích ăn sốc thích mà ngon thế. Uống chưa hả? À, bà cầm đây nhá. Thế nào, ăn xong ngủ trưa, chiều rồi sang nhà chị Ma Sa chơi nhá. Chị Ma Sa nhắc con suốt đấy mà, cứ hỏi bà là đây con lấy đũa con chọc vào này nó sẽ được. Đấy, đúng rồi. Cứ hỏi là bà ơi, bao giờ Sushi về đây chơi? Bà bảo là mấy hôm nữa năm nay Sushi về đây hẳn 2 tháng chơi với cháu cơ. Ma Sa vui lắm. Ma Sa chuẩn bị rất nhiều những cái đồ chơi để hè này đi chơi cùng cháu đấy. Ăn đi xong rồi cũng chưa xong rồi mới được đấy. Và mình đang ngồi ngoài vườn ăn cơm mát thôi. Mát nhưng mà hơi nóng. Ừ, nóng nhờ, hơi nóng một chút. Rồi, bà quả cho con nó mát. Đấy. Ngon chưa? Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.